Theo báo cáo của Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tính đến 14 giờ ngày 14 tháng 2 năm 2020, thế giới đã có 64.439 ca nhiễm COVID-19, trong đó tại Trung Quốc đại lục là 63.852, tổng số ca tử vong là 1.383, trong đó Trung Quốc đại lục 1.380, Philippines 1, Hồng Kông Trung Quốc 1, Nhật Bản 1, tổng số ca nhiễm bên ngoài Trung Quốc đại lục là 587. Tính đến thời điểm này, tại Việt Nam đã ghi nhận 16 ca nhiễm bệnh, trong đó 7 ca đã được điều trị khỏi và xuất viện, 61 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.